Video này sẽ dành cho các cô nàng mê son đang tìm kiếm một em son kem ly ăn uống thoải mái mà không lem không trôi nha. Đây chính là dòng son nổi tiếng B-New đến từ Hàn Quốc. Son kem ly B-New iCloud Velvet Lifting. Ở đây mình chọn màu mình thích nhất là IC02 Lily Ruby Cam Down Base. Cảm nhận của mình thì em này chắc mịn mướt nhẹ mềm như nhung tán, không dày môi, lớp finish hơi bóng nhẹ. Tông cam đào trị trung hợp với trang điểm hàng ngày và đi tiệm. Ngoài thiết kế bên ngoài vuông vức sang trọng cầm chắc tay, cả son bên trong hình vạt ngang rất là dễ dàng apply son full môi. Màu son lên rất là chuẩn, tuy lớp finish bóng nhẹ nhưng lên môi sẽ lì sau vài phút. Dây phủ rảnh môi hoàn hảo tạo hiệu ứng căng mọng mà không hề cảm giác khô hay nặng môi gì cả. Mà ăn uống sương sương để test độ bám ly của em này cho các bạn xem nha. Thì em này sẽ giữ được trên môi khoảng 8 tiếng đó à. Các bạn thấy không, dù ăn uống kể cả lau qua một lớp khăn giấy thì son vẫn bám tốt trên môi. Về độ lì thì mình cho em này 10 điểm. Nếu các bạn hoạt động nhiều và tác động mạnh vào lớp son thì lớp son vẫn để lại một lớp nền hồng siêu nhẹ và rất tự nhiên cho môi. Nói chung đây là em son mà mình tâm đắc nhất trong bộ sưu tập son môi của mình, rất đáng để mua luôn. Nhìn thỏi son sang xịn mà bên trong quá chất lượng, chẳng có lý do gì mà không nhanh nhanh rước ngay em nói về bộ sưu tập son phải không mọi người?